động sản sốt 5 lần qua các đời Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam. Cao Lao Hà xin chào mọi người, chúc mọi người luôn luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, đã có tổng cộng 5 chuyến thăm của 5 đời Tổng thống Mỹ tới Việt Nam. Mỗi chuyến thăm đều để lại những dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản, đó là giá bất động sản tăng vọt, hay còn gọi là sốt nhà đất. Đó là 4 vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm từng tới thăm Việt Nam gồm Tổng thống Bill Clinton, tháng 11 năm 2000, Tổng thống George Walker Bush, tháng 11 năm 2006, Tổng thống Barack Obama, tháng 5 năm 2016, Tổng thống Donald Trump, tháng 11 năm 2017 và tháng 2 năm 2019. Lần thứ 5 là ông Joe Biden, ngày 10 tháng 9 năm 2023. Vậy, mọi người nhận định và thấy gì qua từng cơn sốt bất động sản? 1. Năm 1994, Hoa Kỳ bỏ cấm vận đối với Việt Nam, cơn sốt bất động sản lần 1 diễn ra. 2. Năm 2000, chính phủ Việt Nam cho phép Việt Kiều được quyền mua nhà tại Việt Nam, cơn sốt bất động sản lần 2 diễn ra. 3. Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, World Trade Organization, cơn sốt bất động sản lần 3 diễn ra. 4. Năm 2013, Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, cơn sốt bất động sản lần 4 diễn ra. 5. Năm 2023, Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 5 thăm Việt Nam. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, cơn sốt bất động sản lần 5 có diễn ra không? Vậy, thị trường bất động sản lên cơn sốt lần thứ 5 không? Theo cá nhân tôi, chắc năm nay lên không nổi. Mọi người nhận định sao? Hãy tự tin nhận định và cho ý kiến vào comment nhé. Cao Lao Hạ trân trọng và cảm ơn mọi người đã xem thông tin, viết bình luận, nhận định thị trường và đăng ký kênh.